Rồi, lại là em Huấn Phạm đây. Đấy. Anh em các bạn có nhu cầu về các cái dòng ad thì liên hệ tới em Phạm Huấn nhá. Đây là chuyên ad chống chập này. Con này anh em dùng thì bao bảo hành trọn đời cho anh em luôn. Đấy, đầu bo đồng nhất, anh em thấy không, nặng như là cối đá xay luôn. Đấy. Ad đánh tanh tách luôn, điện hơi chập cái là ad nhảy luôn. Đấy, còn đây là ad chống giật này. Hàng tép này. Đấy, con này rất nhỏ gọn, anh em lắp tủ ok nhá. Anh em thợ lắp tủ dùng con này rất ok luôn. Đấy, còn đây là tép, cũng là tép này. Tép này của Mitsu này. Đấy. Đấy, tép này thì chỉ có chuyên chống chập thôi. Đấy, còn tép này chống giật này. Đấy, còn đây là hàng ba pha này. Ba pha chống giật anh em nhé. Đấy, hàng ba pha chống giật này. Đây, giới thiệu anh em con siêu phẩm ba pha đảo chiều đây. Đấy, anh em nghe tiếng loánh không? Đấy, rất nhiều anh em thợ săn lùng con này nhé. Đó, anh em thợ rồi gia đình săn lùng con này. Đấy, anh em nghe tiếng nó thích rồi. Các bạn có nhu cầu về con này liên hệ trực tiếp đến em Phạm Huấn nhé. 0971160999 để được tư vấn nhé. Ba pha đảo chiều anh em ơi. Đấy, đây con này là một pha đảo chiều này. Đấy, một pha đảo chiều, ba pha đảo chiều. Anh em các bạn có nhu cầu có thể liên hệ.